dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tim dày ngày mai trong chua, hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương, chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa. Xôn xao trời lời ru em ai, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, dù sống không mất nhưng chỉ xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Thank you.
nằm xuống tiếc gì một đời sống vì mọi người âm thầm trong hy sinh tha thứ tìm hạnh phúc trong nơi Chúa tôi không mong ước chi là trao dâng cuộc đời dâng phật người dù mong manh nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi xin đón nhận người, xin đón nhận người dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi đây thân phận người, xin thương gọi mời đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống đất mẹ hiền hòa đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô giờ đây xa vời vợi thật rồi, người ra đi, đi về bên Chúa chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời. Đưa người về bên Chúa an vui. Chúa ơi xin đón nhận người, xin đón nhận người dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi đây thân phận người, xin thương gọi mời. Đưa người về bên Chúa. Trong ngày lấy nhận bí tích rửa tội, tôi thưa Chúa là ông Francisco đã mặc lấy Đức Kitô, vậy xin Chúa cho tôi tới Chúa cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô. Thank you.
Francisco, chờ cầu xin linh hiển, chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Kitô Chúa chúng con đang làm xong và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đem ơn của muôn đời. Chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với người.
Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được người nữa. Đó là lời Chúa. Yeah.
trên mảnh ngó trên cái quan tài thổi xem đấy có phải thật là mặt của bố mà đấy không phải là cái khác. Đấy một cái câu chuyện vui để chúng ta chỉ cần chết thì chúng ta hãy nhớ lại những cái kỷ niệm hay, những cái kỷ niệm đẹp của người thân của chúng ta. Thì chúng ta, tôi chứ không biết ông Phước nhiều, nhưng mà cũng nghe và câu chuyện của ông rất là rồi. Qua đây thì làm chuyện trong 15 tiếng Anh một tháng. Người đã chồng đã gốc làm công ty manager hơn 100 người làm việc dưới quyền của ông, nhưng mà có một thời gian bị đảng trí thế nào thì không có việc làm nữa, bắt đầu lang thang đâu đó thì lại trở về để đánh đập rồi mang bệnh chết. Nhưng mà chúng ta cũng tạ ơn Chúa cuộc sống của ông cho đến bây giờ về lại cái giáo xứ như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết chắc với lời hứa của Chúa Giêsu là những người nào đã tin vào Chúa Giêsu và đến chịu phép rửa thì chắc chắn sẽ được sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu cũng hứa là khi Ngài được kéo lên thì Ngài sẽ kéo tất cả mọi người lên với Ngài. Và có một câu chuyện khác kể là một ông, thì ông ấy sống ở trong cuộc sống ở trần gian rất là tốt lành, và ông rất là tự tin khi mà ông ấy chết là ông ấy đến cửa thiên đàng, ông ấy bảo thắt đồ, thì vừa vào cửa thiên đàng thánh Phaolô chặn lại. Ê, bảo kia đi đâu vậy? Các bạn đi vào trong đó chứ đi đâu nữa. Ê, bảo bà không có gì đâu. Bây giờ trước khi vào phải qua một cái tra vấn, hỏi han, hỏi thực tế, trách nhiệm có được thì mới vào. Thì ông bảo hỏi cái gì tôi đâu không ngán đâu, chắc gì tôi cũng quay. Và bảo ông Trần Nhan, tên thánh ông là gì? Tên thánh tôi là Phêrô. Phêrô, thánh Phêrô, Phêrô được một điểm, mà cùng tên với tôi là được một điểm. Và bây giờ mà vào trong này phải 100 điểm thì mới được vào. Và bây giờ tên thánh của Phêrô được một điểm rồi. Và bây giờ ngày xưa ông làm gì? Và tôi là chủ tịch hội đồng phục vụ, được một điểm nữa. Làm gì nữa? Trưởng đoàn đại chánh, một điểm nữa, được ba điểm. Làm gì nữa? Ok. Hội đoàn Liên minh Thánh Tông, một điểm nữa, bốn điểm. Ông làm gì nữa? Họ tiếp viên phục vụ ở nhà thờ, thêm điểm nữa, năm điểm. Ông kể như hai cả. Bao nhiêu việc ông làm ở hội chợ, rồi là các đoàn thể sinh hoạt, trước kia không cái gì thì chỉ còn điểm. Ông kể đến người mấy cái sinh hoạt ở trong nhà thờ, ông làm một đoàn áo chúng ta như hết. Tổ chức nào cũng có mặt, được còn điểm. Các ông gái đầu mà như thế này thì bước vào được thì chỉ có gì thì còn có gì đâu được Chúa thì mày không được vào được chứ được. Cái thì ông vừa với thánh Phêrô vừa nghe thấy nói chuyện có tình thương Chúa thì mới được vào được một trăm điểm thì vào. Đây là một câu chuyện dụ ngôn để cho chúng ta hiểu rằng chúng ta không cậy dựa vào được sức lực, sức mạnh của công nghiệp của riêng mình. Sức lực công nghiệp của riêng mình chỉ là cái sự cộng tác và bày tỏ cái niềm tin từ người ta một phần mà thôi. Nhưng mà cái điểm quan trọng chủ yếu nhất là cái điểm mà làm cho chúng ta có thể tốt nghiệp được để mà xứng đáng cho một Chúa là cái chết của Chúa Giêsu đền tội cho tất cả mọi người chúng ta. Như lời Thánh Gioan nói với tất cả người chúng ta trong bài đọc ngày nay lễ, xin anh chị em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai đã có phạm tội thì tin rằng Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, và chính cái chết của Giêsu thanh tẩy cho chúng ta và làm cho chúng ta xứng đáng trước với Chúa. Thì đó là cái niềm tin căn bản của chúng ta, và nhất là trong những ngày này chúng ta đang
tin vào Chúa Giêsu phục sinh là điều căn bản then chốt để cho chúng ta được kể vào hàng con cái của Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn Chúa cho cuộc đời của Francisco. Chúng ta cũng nhớ mong muốn chúng ta cũng cùng chung một con tàu, cùng chung một cuộc sống ở đời này, và chúng ta cùng chung một niềm tin, tin vào Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta và Ngài đã sống lại. Chúa Giêsu mở đường cho tất cả mọi người chúng ta. Tin vào Chúa Giêsu không có nghĩa rằng chỉ nhớ lại những biến cố lịch sử Chúa Giêsu đã làm, nhưng mà còn nhớ lại lời của Chúa Giêsu nói: chúng con là nhân chứng cho Thầy. Nhân chứng cho Thầy hay là nhân chứng cho Chúa Giêsu không phải chỉ nói lại những điều chúng ta đã nghe, chúng ta đã học được qua sách vở hay lịch sử, nhưng mà làm nhân chứng cho Chúa Giêsu là tin vào Chúa Giêsu và sống con đường Chúa Giêsu đã sống, đi con đường Chúa Giêsu đã đi, và hy vọng đến nơi Chúa Giêsu đã đến, là đó là trọn vẹn niềm tin và cái cách sống nhân chứng của chúng ta theo lời của Chúa. Khi cử hành thánh lễ an táng, cầu nguyện dâng linh hồn Francisco lên cho Chúa, chúng ta cũng nhắc nhở đến một ngày nào đó cộng đoàn cũng sẽ lại cầu nguyện tiến đưa và dâng linh hồn chúng ta lên cho Chúa, để chúng ta cùng cầu nguyện khích lệ nhau để chúng ta luôn luôn sống xứng đáng là những người con tin yêu của Chúa và anh chị em của nhau. Chúng con cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để bảo đảm cho chúng con được sống đời đời. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho linh hồn Francisco Xavier sống được hưởng niềm vui nước trời. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúng con không ngừng hát bài ca chúc tôn vinh quang.
trao cho các con để mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước hơi và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Thiên Chúa.
linh hồn Francisco Xavier mới qua đời, xin thương đón nhận linh hồn ông và nhà Chúa nơi đầy tràn ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời toàn thể chúng ta hàng qua và bây giờ cảm ơn đạo sứ. Trong quý nhân xe trần khả, chủ tế, quý sơ, quý ông bà cố, quý hội đoàn, quý cộng đoàn, đặc biệt tăng gia và tăng quyến, chúng ta cũng tham dự thánh lễ an táng để tiến đưa và cầu nguyện cho ông Francisco Xavier Francisco Nguyễn. Và sau đây là phần phân ưu của tổng đoàn. Con xin mời vị đại diện của hội đồng mục vụ lên phần ưu. Trọng kính cha chủ tế xe trần khả, quý sơ, quý ông bà cố, quý hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn dân chúa, kính thưa đại gia đình của đan quyền, sự ra đi của ông Francisco Xavier để lại bao nỗi tiếc thương cho đại gia đình đan quyền cách đây đối bà và phụ Nguyễn Thị Đỏ, chị Đào và các cháu. Ông Francisco Xavier đã đi trọn hành trình trên dương thế với bao ngăn trận vô buồn của một kiếp người. Nay ông đưa hai chữ xin vâng và kính biệt tất cả người thân trong gia đình và bạn bè đồng hương để đi về nhà Chúa Cha là sự phục sinh. Với 62 năm sống trên dương thế, với thân phận mỏng giòn của ông Francisco Xavier chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lỗi lầm, những thiếu sót với Chúa và với hai nhà. Nguyện xin Chúa phục sinh tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót và sớm đưa ông về nhanh thánh ngài. Nguyện xin mẹ Maria, thánh đạo chú xe, an ủi và nâng đỡ gia đình đang đứng trong lúc chia ly và đau buồn này. Thay mặt lời cầu nguyện, chúng tôi xin thành kính phân ưu. Tiếp theo là phần cảm tạ, con xin mời vị đại diện tăng gia.
nơi được anh tử giao, rồi có anh Cường thắng anh ra, rồi là các anh ngồi đây nơi cư tú tú nghe các những người dân là thân thương, sinh hoạt rất là nhiều trong giáo xứ, cũng là người thân cận của nữa, thì nên được vinh dự đến đây để cùng cử hành lễ đáng tạ ơn Chúa với gia đình để cầu nguyện cho linh hồn Francisco Xavier. Bây giờ chúng ta đứng lên, chúng ta có tâm nguyện cuối. Anh chị em thân mến, người thân yêu của chúng ta là ông Francisco Xavier đã về an nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta phó dâng người thân của chúng ta cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết người anh em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người anh em này nhờ bí tích chữa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được phổ dưỡng đôi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào sự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời, và cùng với các thánh chung hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hữu ban. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính mình giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người anh em này ra đón Chúa Kitô, khi chính người làm sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Và bây giờ chúng ta cùng nhau
tiễn đưa linh hồn Francisco Xavier đến nơi an nghỉ cuối cùng. Lỗi
thương con đem Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho. Thiên Chúa đón nhận ông vào bàn tiệc của con cái Thiên Chúa trên thiên đàng. Với niềm tin và niềm hy vọng trong sự sống vĩnh cửu, chúng ta hãy nhớ đến linh hồn Francisco Xavier trong lời cầu nguyện. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho cả chúng ta nữa, để ngày nào đó chúng ta sẽ được tái hợp với người thân yêu của chúng ta, và chúng ta sẽ được gặp Đức Kitô là sự sống của chúng ta, và Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong ngôi mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tối thớ Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tới Chúa được phục sinh và trong thánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa. Tôi tới Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sông và hiêm chi muôn đời. Niềm tin và ước mơ này
Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh em chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người anh em này trong lòng đất, để thân xác này trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng người anh em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người anh em này được sống lại trong ngày sau hết. Giờ đây chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin, và sau mỗi lời nguyện xin, xin cộng đoàn đáp, xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, trước cái chết của Lazaro, Chúa Giêsu đã mặc hai người là sự sống lại và là sự sống. Hôm nay khi Chúa toàn nghĩa vụ đạo đức trong việc từ biệt và an táng linh hồn Francisco Xavier thân yêu của chúng ta đây, chúng ta tin tưởng nguyện xin. Chúa đã cau gương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng hướng cho người anh em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người chỗ biết thông thôi, xin thương cứ người anh em chúng con về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho người anh em chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội, được in dấu nhờ việc sức dầu thánh. Xin thương nhận người anh em chúng con vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em chúng con trong tiệc hình và máu thánh Chúa. Xin thương nhận người anh em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người anh em chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giờ đây chúng ta cùng đọc một kinh lạy cha mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Lạy cha chúng Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa làm chủ cả người sống lẫn kẻ chết và thương xót hết mọi người mà Chúa biết sẽ thuộc về Chúa nhờ lòng tin và việc làm của họ, nhờ lời chuyển cầu của toàn thể các thánh. Chúng con cần toàn nài xin Chúa cho tất cả những ai còn sống hay đã qua đời mà chúng con đang tưởng nhớ và cầu nguyện, được Chúa tỏ lòng nhân từ ái tuốt tha thứ mọi lỗi lầm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Francisco Xavier được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Francisco. Con đã bao đời chờ.
Tôi về, còn tôi hân hoan như trong hồ
với nhau rằng Thiên Chúa đón nhận từ đã làm biết bao kỳ công. Khi Chúa thương gọi tôi về, tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi hướng hơi tiếng cười, lưỡi tôi bàn lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thắng đến cùng. Yêu thương luôn là chốn quê người, xin Chúa thân thưa về. Tôi vui sướng thành thời
con tin rằng ngày mai trong chùa sẽ có ngôi buồn đèn mãi niềm vui. Giờ sao không ân huyền chi đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tình con ngày mai, giờ sống hay lớn huyền chi đổi thay. Mùa xuân này Paul Pierce, if you like, you can also do con đỡ đó để cho đời con sớm làm như thế, để cho
trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đang hy vọng, nơi Ngài con dâng sáng. Con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Maria đời ơn vô lên chưa trở mà có phúc ra hơn mọi người nữ, và Giê-xu con đồng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha bé tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giê-xu Kitô là con một nữ Chúa Cha của chúng con, bởi mẹ thương Chúa thành thật mà người sống tại xin bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong si hô phi la hô chịu đau nan trên đầy thanh ra chết và tan ra xuống cùng tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời hướng về nữ Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này, các thánh thông thông. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì lạy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, Cha cần cả cho linh hồn Francisco Xavier ngày hôm nay mà còn được ra nơi buồn tội, thì xin mở cửa tù gạt ấy cho ra mà đem lên chốn luôn mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con. Xin Chúa con hãy thương nhận lòng con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tôi nào ai lỗi được. Với Chúa con hằng có lòng thành. Cùng vì lời Chúa con phán hứa. Con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Thì đã trông cậy Chúa con, nhưng kẻ làm dâng lên Chúa trời. Đêm này hãy trông cậy người cho liêm. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dâng người thay thay. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn Francisco Xavier nơi đời đời ta được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con xin cứu lấy linh hồn Francisco Xavier.
Kính cha chủ tế, kính thưa quý ông bà cố, kính thưa ban hội đồng mục vụ, kính thưa quý anh em trong đoàn Liên minh Thánh Tân, kính thưa quý bà quý cô trong hội các bà mẹ, kính thưa quý bạn bè thân hữu gần xa đã đến đây để con xin đại diện gia đình đến quý cha cùng tất cả mọi người đã yêu thương, đồng cảm và chia sẻ. Quý vị đã không tiếc thời gian đã đến phân ưu, an ủi, động viên, cầu nguyện, thiệp lễ và đưa người thân của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Giờ đây, gia đình chúng con không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc gửi đến quý vị. Sự ra đi của linh hồn Francisco Xavier có lẽ chưa mất đi mà mới chỉ là bắt đầu. Nhờ sự hiệp thông cầu nguyện của quý vị sẽ là một hành trang để linh hồn Francisco Xavier trở về nhà Chúa được mọi sự hân lành. Một lần nữa, gia đình chúng con xin chân thành cúi đầu cảm ơn quý vị. Gia đình chúng con xin Chúa Cha nhân từ tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên gia đình quý vị. Trong lúc tăng gia bối rối, gia đình có điều gì sơ suất, xin quý vị nhiệt tình tha thứ. Tăng gia chúng con cùng bái tạ. Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ xót thương muôn vàng, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi
con đặt hy vọng nơi Ngài, con dâng xác hồn lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa. Cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Mm-hmm.